Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chế độ của mình. Trong video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách để giải ba cọc cạnh của cross màu trắng. Bạn nào chưa xem thì có thể nhấn vào đây để xem lại. Và ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách giải bốn khối tấm còn lại của Rubik 4x4 theo phương pháp dấu method. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và nếu các bạn có những ý tưởng gì khác của mình thực hiện, nhớ để lại bên dưới. Còn bây giờ thì, bắt đầu nào! Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những bước giải để có thể hoàn thành được 4 khối tấm còn lại trong Rubik 4x4 theo phương pháp giải method. Và bước giải đầu tiên đó là các bạn sẽ làm nửa tấm như thế này, tức là hai viên ở đây. Và theo mình thì nếu các bạn làm cross bên nào thì các bạn sẽ để nửa tấm bên đó. Ví dụ ở đây mình làm cross ở bên trái thì mình sẽ để nửa tấm bên trái ở đây. Nhưng nếu các bạn làm cross bên phải thì sẽ xoay qua như thế này, tức là để nửa tấm bên phải để thuận tiện hơn cho cả bước giải phía sau. Và sau khi đã có được nửa tấm đầu tiên, mình sẽ để nửa tấm này ra sau này. Và theo việc màu, màu trắng bên trái, màu vàng bên phải, và khi để màu cam ra sau thì trên này sẽ là màu xanh dương. Nên tiếp tục mình sẽ làm nửa tấm màu xanh dương ở đây. Và mình nhìn thấy rằng ở đây có một viên và ở đây sẽ có một viên. Mình sẽ ghép hai viên này lại để được một nửa tấm màu xanh dương như thế này. Ở đây và u phẩy. Bên mình có nửa tấm màu cam và nửa tấm màu xanh dương đúng theo quy luật màu. Sau đó thì mình lại đưa màu xanh dương này ra sau này. Đưa ra. Và khi đưa màu xanh dương ra sau thì trên này sẽ là màu đỏ. Nên mình sẽ làm nửa tấm màu đỏ. Đây, mình để một viên ở đây. Và một viên ở đây. Mình sẽ đưa viên này qua đây. Đưa viên này xuống đây. Và đưa qua. Vì là mình đã có được 3 nửa tấm đúng theo quy luật màu như thế này. Và sau khi làm nửa tấm màu đỏ, mình sẽ đưa mặt không có nửa tấm nào được giải đúng ở trên đây. Và bước tiếp theo các bạn sẽ làm là chính là hoàn thành khối tấm ở mặt D, tức là mặt ở dưới này. Và các bạn sẽ làm tiếp hai thanh màu xanh dương ở đây. Ở đây mình sẽ nhìn thấy viên này và viên này, mình sẽ ghép hai viên này lại với nhau. Viên này ở đây nên mình sẽ đưa viên này qua đây U2. Và đưa viên này xuống để ghép thành một cặp như thế này. Và đưa qua đây để đưa xuống đây R2. Và sau khi đã có được khối tấm ở mặt D, các bạn sẽ qua bước tiếp theo, đó chính là hoàn thành khối tấm ở mặt B, tức là mặt sau này. Và ở đây mình thấy sau này là màu đỏ, và viên màu đỏ ở đây mình sẽ đưa viên này lên mặt trên này, đưa lên như thế này và đưa xuống lại. Tiếp theo viên này và viên này mình sẽ ghép lại như thế này. Và khi đưa xuống thì mình đã làm mất đi khối tấm màu xanh dương nên mình sẽ đưa qua và đưa lên lại. Vậy là mình đã có được khối tấm mặt B và khối tấm mặt D. Và bước cuối cùng đó chính là mình sẽ hoàn thành nút hai khối tấm còn lại. Ở đây, màu cam ở đây và màu cam ở đây, khi mình đưa lên, chúng sẽ ghép thành một cặp. Và mình đưa qua, mình sẽ đưa xuống. Vậy là mình đã có được 4 khối tấm còn lại của Rubik 4x4. Các bạn đã hiểu rõ các bước giải mà mình vừa giới thiệu chưa? Bây giờ mình sẽ đưa ra một số ví dụ để cho các bạn hiểu rõ hơn về cách giải 4 tấm còn lại theo phương pháp dấu method trong Rubik 4x4. Ví dụ đầu tiên như sau, ở đây mình thấy có một nửa tấm màu xanh lá đúng như thế này, nên mình sẽ đưa nó ra sau. Và ở đây sẽ là màu cam theo quy luật màu, và mình thấy cũng là có một nửa tấm màu cam đúng ở đây, nên mình sẽ đưa như thế này và đưa ra sau. Và trong khi đưa thì mình nhìn thấy đây có một viên xanh dương và đây có một viên xanh dương, nên mình sẽ đưa ra. Và mặt này sẽ là màu xanh dương nên mình sẽ ghép viên này và viên này thành một cặp và đưa qua. Vậy là mình có 3 nửa tấm đúng là xanh lá, cam và xanh dương. Mình sẽ để mặt không có gì ở trên. Và mình sẽ tiếp tục làm khối tấm ở mặt D, tức là màu cam. Ở đây mình sẽ làm thêm một thanh ở bên này nữa. Và ở đây nó đúng sẵn như thế này nên mình chỉ việc đưa qua và rơi nhỏ 2. Vậy là mình có được khối tấm màu cam đúng như thế này. Tiếp theo mình sẽ làm khối tấm mặt sau này, tức là mặt B. Và sau này sẽ là màu xanh dương. Mình sẽ đưa thêm một thanh xanh dương vào đây. Mình sẽ đưa nó ra đây. Thanh này là đúng sẵn rồi nên mình sẽ đưa ra đây. Mình đưa hàng trống này, đưa hàng trống này đưa lên. Và đưa thanh xanh dương đúng này qua đây. Và trả về lại như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ giải hai khối tấm còn lại. Ở đây, mình thấy viên xanh lá như thế này. Khi đưa lên thì nó sẽ ở đây. Ở đây.
Nên mình sẽ đưa bên sinh lão này qua đây. Đưa bên này lên đây. Thì ghép thành một cặp như thế này và đưa nó xuống như thế này. Vậy nên mình là có được bốn khối tâm đúng như thế này. Ví dụ thứ hai như sau. Đây mình thấy có một viên xanh lá ở đây và một viên xanh lá ở đây. Mình sẽ ghép hai viên này thành một nửa tâm ở đây. Bằng cách mình đưa viên này lên đây. Và đưa qua. Bên đây là có một nửa tâm xanh lá. Và mình sẽ đưa tâm này ra sau. Và theo quy luật màu thì ở đây sẽ là màu cam. Và mình thấy ở đây. Và đây là hai viên màu cam. Và mình sẽ ghép chúng lại như thế này. Và mình lại đưa nó ra sau. Và theo quy luật màu ở đây chỉ là màu xanh dương. Và quả như thế rằng ở đây mình có một nửa tâm xanh dương đúng như thế này. Và nếu bạn đưa như thế này và đưa lên thì sẽ làm mất đi cặp cạnh cross bên này. Thì mình sẽ đưa nửa tâm xanh dương đúng ở đây. Đưa lên trên mặt không có cặp cạnh cross nào. Và đưa qua. Và lại đưa xuống lại như thế này. Khi đó mình sẽ đưa lên lại và đưa qua. Vậy là mình đã có được ba nửa tâm đúng là xanh lá, cam, xanh dương. Và mình sẽ để mặt không có gì ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ làm mặt ở dưới này, tức là mặt màu cam. Và đây mình có sẵn một viên như thế này. Và viên còn lại nằm ở đây. Mình sẽ đưa viên này lên trên mặt này. Bằng cách là mình sẽ đưa như thế này. Đưa qua và trả viên này như thế này. Và mình sẽ đưa viên này kéo về viên này bằng cách đưa viên này lên đây và đưa nó qua đây và trả về lại như thế này. Như thế này. Tiếp theo mình sẽ làm tấm sau này, tức là màu xanh dương. Ở đây mình cũng là có một viên như thế này và mình sẽ ghép viên này với viên này bằng cách đưa viên này qua đây và đưa viên này lên đây và đưa qua, đưa xuống lại. Bây giờ có được tấm xanh dương như thế này. Và buổi cuối cùng mình sẽ làm hai tấm này. Và các bạn để ý rằng đây màu xanh lá ở đây, khi đưa lên nó sẽ ở đây, nên mình sẽ đưa màu xanh lá còn lại nó qua đây, đưa bên này lên, đưa qua và đưa xuống. Vậy là mình có được bốn tấm của Rig 4x4 như thế này. Ví dụ số 3 như sau. Ở đây mình thấy có một viên xanh lá ở đây và viên còn lại nằm ở đây. Mình sẽ ghép hai viên này thành một nửa tấm đúng như sau. Mình đưa viên này lên đây, đưa viên này lên trên này và đưa qua. Bây giờ có một nửa tấm xanh lá đúng. Và trước khi mình đưa nửa tấm này ra sau thì mình như thấy rằng ở đây và đây là hai viên màu cam. Và khi mình đưa ra thì ở đây sẽ là màu cam theo quy luật màu. Nên mình sẽ ghép hai viên này thành một nửa tấm bằng cách đưa viên này lên trên này và đưa qua. Vậy là mình đã có được nửa tấm màu xanh lá và nửa tấm màu cam. Và đây mình là đúng luôn nửa tấm màu xanh dương theo quy luật màu. Nên mình đã có được ba nửa tấm đúng như thế này. Và mình sẽ đưa mặt không có nửa tấm nào lên trên. Và mình sẽ tiếp tục làm khối tấm ở mặt D, tức là màu cam trong trường hợp này. Và mình như thấy rằng có viên này và viên này, mình sẽ ghép chúng lại như thế này ở đây và đưa xuống như thế này, như thế này. Và tiếp theo mình sẽ làm khối tấm ở sau này, tức là màu xanh dương trong trường hợp này. Mình sẽ đưa viên này xuống đây, đưa viên này qua đây là đưa lên và đưa qua như thế này. Mình sẽ đưa hàng trống này lên đây, đưa thanh xanh dương này qua đây và trả về lại như thế này. Vậy là có được hai tấm như thế này. Tiếp theo mình sẽ làm nút hai của tấm này và đây sẽ là màu xanh lá, trên này sẽ là màu đỏ. Mình sẽ đưa cái này lên trên này, đưa xanh lá qua đây và trả về lại. Vậy là mình đã làm xong bốn khối tấm còn lại của Rubik biến 4 như thế này. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn các bậc giải và đưa ra một số ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách giải bốn tấm còn lại trong Rubik 4x4 theo phương pháp giải method. Nếu các bạn có nơi gì còn thắc mắc hay chưa hiểu, cứ để lại bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.